Cái tàu này nó chạy nhanh quá, nó chạy chạy nhanh cho nên bây giờ là phải đợi ở ga này tới khoảng đầu 2-3 tiếng đồng hồ. Cái ga này cái ga Whistler của thuộc tỉnh British Columbia, BC đó các bạn, cho nên bây giờ mình phải đợi. Các bạn thấy không? Đó, mình có thể là đó, mình ngồi trong cái skyline này. Nó kêu là skyline. Đó, skyline 8503, mình có thể coi toàn diện ở ngoài bên ngoài. Đó, bây giờ phải đợi.